Hello hello, xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc nhỏ của vỏ trái đất. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm một cái video, đó là hoàn thiện nốt cái công trình cái này là cái tập 2 thôi, chưa phải hoàn thiện đâu. Của cái công trình làm về cái bóc cái mặt bê tông và mình lấy mặt bằng sân các bác nhá. Đấy, thì hiện tại thì bây giờ cái bê tông mình bóc đi thì mình đã chở đi gần hết rồi. Còn một cái chỗ ở chỗ cái bệ máy kia của mình đứng kia nữa thôi là hết thôi. Đấy, thì bây giờ đến đoạn là mình sẽ múc đất và lấy mặt bằng nhá các bác nhá. Thì bây giờ do là cái mặt bằng cái bờ rào ấy này là các bác thợ xây các bác ấy không đánh đi vô bên này với bên kia nó cân nhau các bác. Chính vì vậy là bây giờ là mình phải làm bằng cái răng cầu này mình làm cho nó cân đối, cho nó tương đối. Xong sau đó mình xoa ra và mình lu các bác nhá. Cái này nó hơi thiếu này. Thiếu thì mình sẽ phải bù thêm mà. Do là cái này nó nghiêng quá, mặt bằng nó hơi bị nghiêng bởi vì do cái bên kia nó cao hơn mà. Như vậy bây giờ mình đang lấy lại cái cốt, đấy, làm lại cái cốt để cho cái mặt bằng nó tương đối đi. Không có nó vênh quá đi là sau này cái bê tông nó hay bị nứt đấy các bác. Với lại là mặt bằng thì thông thường mặt bằng thì nó cứ càng bằng bao nhiêu thì nó sẽ càng đẹp càng tốt bấy nhiêu mà. Cứ để nó vênh quá thì nó không tốt. Ở đằng sau mình đây nó là một cái dãy nhà dạng như kiểu nhà trọ, cái dãy phòng các bác nhá. Đó. Đây là mình sẽ lùi đến khoảng cách an toàn thôi, chứ không lùi vào quá. Múc cái đất khô này vào cái góc phía đằng trong này. Đằng trong này thì nó hơi trũng một tí, nhưng mà sau này nước nó sẽ dồn về đây nha các bác nhá. Trước chỗ này nó có một ít rác này, ít rác với cái đất gọi là đất ẩm ấy, nên là mình có múc nó đi. Bây giờ cho cái đất khô này vào, đến mai mình lu đi cho nó chuẩn, cho nó bằng, cho nó phẳng. Còn đất thừa thì cứ gạt hết sang cái phần bên cạnh cái chỗ lốp này. Bây giờ cũng là 11 giờ kém rồi, nói chung là hôm nay đi làm ở đây hơi nhỡ một tí là tại bác chủ nhà bác ấy có một chút việc nên là bác ấy chỉ đường là hơi muộn một tí. Vào đây lại xe chở đất lại đi chở xa nữa. Quay cái bên lại và lấy cái mặt bằng ở phía bên này nhá. Đây, cái mặt toàn bộ cái mặt bằng này thì ở phía bên kia mình đã lấy rồi, bây giờ lấy sang cái phần bên này nữa là ok. Và khi đến cuối là hai cái mặt bằng nó khớp vào nhau là được. Gạt hết những cái cục cái bê tông này đi rồi đấy múc lên xe. Như cái này mình bê tông thì mình ủi nó cũng không được các bác ạ, ủi nó cái đất này rất là lún. Bê tông thì mình ủi là nó bị nó không vỡ được mủn ra các bác, nó chỉ vỡ được cái gạch mủn thôi, cái gạch xỉ thôi. Gạch bê tông ví dụ như cái tường rào ấy, thì nó sẽ mủn ra. Cào những cái cục cục này vào. Thank you.
giờ mình sẽ bóc cái phần bê tông này. Phần bê tông này thì cái đoạn này thì nó hơi cứng rồi. Cái này thì mình còn chưa có cái gò răng này mình cạo rồi. Nên một tí nữa. Mày cái mép kia nó mềm này. Camera này của mình nó sắp hết pin. Cũng may là vừa rồi mình vừa mới mua thêm một cái camera nữa. Đó là camera GoPro Hero 10. Tức là bản cao cấp nhất của GoPro bây giờ rồi. Chung là mình làm nghề như này thì mình vẫn muốn là những cái thứ nó đời nó cao thì nó sẽ nhiều chức năng, nó sẽ tốt hơn và nó sẽ đem lại cái chất lượng nó cũng sẽ tốt hơn. Không biết được là cái dép của ai đây. Lần này dép anh Sơn thì sao? Ra ngoài này đi. Thì đang dép của ai thì người ta sẽ đến người ta lấy. Giờ này nó chỗ này người ta mới đổ các bác. Rất là dày. Nó vào cái góc góc này đi. Rồi nó lên cái phía trên này đi. Bê tông trong kia thì mình thấy bác chủ nhà bảo là sau này là vẫn bỏ đi các bác nhá. Vẫn bỏ cái gờ bê tông trong kia đi, nhưng mà cái chỗ trong kia thì nó hơi hẹp. Đang tính phương án là không biết là làm giật ra kia hay giật về đây. Chắc là vẫn phải giật đi ra phía ngoài kia thôi. Chúng nó sang cái phần bên này đi. Là cái công trình này buổi sáng nó sẽ xong. Là cái chỗ bên này nó đang thấp hơn một tí. Thấp hơn một tí thì lát mình sẽ san cái chỗ góc kia cho nó hạ thấp đi một tí, xong là nó sẽ cân đối với cái bên này các bác nhá. Nói chung là cái mặt bằng này thì ngay như bây giờ thì nó sẽ chưa hoàn thiện được. Nó phải mình phải múc sửa cái phần ở về bên này thì nó mới hoàn thiện được. Chỗ này hiện tại nó đang cao này. Vì là cái nền bê tông này là mình chưa bóc được hết. Cho xe vào. Pin nó cũng còn bao nhiêu? Còn 12%.
chắc là vẫn cố múc được cái xe này. Cố múc được xe này xong thì mình sẽ thay cái camera. Mấy cầu nữa là nó sẽ đẩy cái xe này đó. Cái nắp capo đằng sau mình cứ tưởng cái gì sập xuống nó kêu cục một cái, tiếng máy nó đầu nó nóng hẳn lên, nó kêu rú lại luôn. Giờ bốc xong cái xe này thì mình sẽ đi mình mở nó lên. Anh Sơn anh ấy đi chở đi thì nó cũng mất rất là nhiều thời gian mà. Múc hết cái đường này đi. Ông ấy bảo thế. Múc hết cái ở trong đấy đi, chạy vào dưới kia mà. Dạ. Anh hỏi lại ông ấy nào. Không bảo đâu, không làm. Không phải quên cái sân này đâu, múc hết cả cái trong đấy đi mà. Thôi chào anh em nhá. Rồi, camera. Xem là cái dây đằng sau cái tôi cũng lỏng nhá. Camera của mình hết pin ok nhá. Chỗ nào?